Xin chào tất cả các bạn, và tôi là Lê Chí Linh và tác giả của bộ sách đó là Hành Trình Người Xuất Chúng. Và trên tay đây đó là một cuốn sách về 7 tư duy để dẫn đầu. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều như thế này: nếu chúng ta có trong tay đó là 100 triệu đồng thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Và rất nhiều người chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải có nhiều tiền thì chúng ta khởi nghiệp mới thành công. Và tôi đã chứng kiến rất nhiều người được bố mẹ hay là người thân hay là bạn bè cho đến cả 1 tỷ đồng, thậm chí là 2 tỷ đồng để mà bắt đầu khởi nghiệp và kinh doanh. Và tôi thấy rằng là họ sau khoảng 6 tháng, trước đây 6 tháng sau, thì số tiền mà 2 tỷ đồng họ cầm trong tay thì đều đã mất trắng và đã ra đi, và nó không bao giờ lấy lại được nữa. Và câu hỏi là tại sao có những người có bắt đầu 1 tỷ đồng họ vẫn bị thất bại? Trong lúc đó có những người họ chỉ có trong tay được khoảng 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 30 triệu đồng, và họ sau 1 năm họ có thể tạo ra được cái lợi nhuận, đó là trong tài khoản họ có lên là cả 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng. Thậm chí có những người họ xuất sắc, họ làm đến cả 1 triệu đô la. Vậy thì bí kíp của họ đó là gì? Ví dụ như tôi, nếu bạn đưa cho tôi 100 triệu đồng thì sau 1 năm tôi sẽ biến 100 triệu đồng đó, nó sẽ thành đó là 2 tỷ đến 3 tỷ đồng. Bởi vì sao tôi lại làm được cái điều đó? Bởi vì đó là những cái 5 tháng mà tôi đã trải nghiệm, tôi đã học tập và tôi đã hoàn thiện và phát triển về bản thân mình. Trong suốt 12 năm qua tôi đã trải qua rất nhiều và tôi cũng đi học rất nhiều. Và thời kỳ đầu tiên khi mà tôi bỏ tiền ra, tôi cũng có những cái sai lầm như thế. Tôi bỏ tiền ra và tôi cũng đã thất bại. Và sau này khi mà tôi đã bắt đầu học được những cái nguyên lý và những cái công thức thành công, và tôi ứng dụng nó và tôi đã biết cách làm thế nào để giúp cho chúng ta bỏ ra 100 triệu đồng và chúng ta tạo ra lợi nhuận được 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng sau thời gian đó là khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Và trong cái chương trình về Online Business Model thì tôi cũng có chia sẻ về những cái chiến lược, về những cái cách thức làm thế nào để chúng ta có 100 triệu đồng đầu tiên mà chúng ta có thể gia tăng cái lợi nhuận chúng ta thành 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng sau thời gian đó là 6 tháng đến 1 năm. Đó. Và thường thời gian mà chuẩn nhất đó là sau 1 năm. Bởi vì tôi đã có những cái cách thức, có những cái công thức và có những cách thức để chúng ta làm được cái điều đó. Vậy thì nếu như chúng ta có 100 triệu đồng trong tay mà chúng ta không biết cách vận dụng nó thì có thể sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng chúng ta mất hoàn toàn số tiền đó. Nhưng nếu bạn đến với tôi thì tôi sẽ chỉ cho bạn về cái cách làm thế nào để chúng ta biến 100 triệu đó nó thành được con số tiền đó là 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng sau 6 tháng đến 1 năm. Vậy thì và làm thế nào để chúng ta có thể học được những bí kíp đó, những cái công thức đó, thì chúng ta hãy có mặt tại cái chương trình về Online Business Model. Và cái giá của cái chương trình này thì nó chỉ có 10 triệu đồng. Và cái lớp học này tôi không làm cho nó số đông, và tôi chỉ làm cho số lượng, đó là tối đa là 10 người. Tại sao tôi chỉ làm có 10 người mà không phải là đông hơn? Bởi vì tôi muốn tập trung cho 10 người trong vòng 1 tháng để theo sát và hỗ trợ và giúp đỡ cho người ta học, ứng dụng và làm và thực hành. Bởi vì cái tiêu chí của tôi đó là gì? Nếu bạn học xong mà bạn ứng dụng không thành công thì có nghĩa là tôi đã thất bại. Nhưng nếu bạn học xong, bạn ứng dụng và bạn làm nó có hiệu quả thì có nghĩa là tôi đã làm thành công về phần này. Và đó là lý do tôi không có nhận nó đông hơn, và tôi chỉ nhận tối đa đó là 10 người. Bởi vì tôi cần tập trung vào cái chất lượng. Và sau cái 1 tháng học này thì nó còn có đó là tôi phải hỗ trợ xuyên suốt phía sau để chúng ta ứng dụng, chúng ta thành công, và đến khi mà chúng ta có lãi thì thôi. Và cái chương trình này thì chúng ta chỉ học nó trong 3 ngày. 3 ngày chúng ta học tập trung và sau đó chúng ta hỗ trợ xuyên suốt cho đến khi nào mà chúng ta ứng dụng thành công. Và bên cạnh về việc mà tôi huấn luyện thì còn có đó là tôi có một cái đội ngũ hỗ trợ, đội ngũ coach để theo sát và hỗ trợ và giúp đỡ cho chúng ta ứng dụng, theo đuổi, theo sát cho đến khi mà chúng ta thành đạt thì thôi. Và để chúng ta đăng ký vào chương trình này, và cái số lượng vì nó chỉ có tối đa là 10 người nên thường thời gian số lượng người đăng ký hết rất là nhanh, nên chúng ta muốn đăng ký chương trình này và đảm bảo chúng ta được học sớm. Chúng ta học sớm thì chúng ta thành công sớm, thì bằng cách đó chúng ta để lại tên, số điện thoại dưới đoạn video clip này, và hãy share video clip này về trên tường của bạn thì tôi sẽ có những phần quà đặc biệt cho bạn khi bạn đến tại chương trình của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.